Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước, xử lý chất thải rắn xây dựng đang là vấn đề nan giải của nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn lãng phí tài nguyên. Vậy, làm thế nào để giải quyết căn cơ tình trạng này? Đây là vấn đề đang đặt ra cho Đà Nẵng, thành phố đang trên hành trình hướng đến thành phố môi trường, thành phố du lịch. Cách đây 5 năm, Đà Nẵng đã có chủ trương quy hoạch 14 bãi tập kết chất thải rắn xây dựng và giao Sở Xây dựng thẩm định chọn địa điểm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bãi tập kết nào được hình thành. Một số địa phương đành phải linh động dùng lô đất trống làm điểm tập kết tạm và giao cho doanh nghiệp tự quản lý, khai thác. Khi các xe chở giá hạ xà bằng vào đây sẽ nộp phí từ 15.000 đến 20.000 đồng một chuyến. Sau đó, rác thải sẽ được doanh nghiệp phân loại, sơ chế. Giá hạ đủ tiêu chuẩn để đi san lấp các công trình, số còn lại đưa về bãi rác Khánh Sơn xử lý. Qua đó đã giảm rõ rệt tình trạng đổ trộn giá hạ xà bần. Tuy nhiên, các bãi tập kết tạm không đảm bảo các điều kiện và tính pháp lý để hoạt động lâu dài nên buộc phải tạm dừng, đóng cửa. Thế là vấn nạn đổ trộn giá hạ xà bần lại tái diễn tràn lan. Trong cái thời gian vừa qua là do nhiều cái nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, thì trong đó cái vấn đề là về quỹ đất, cái vấn đề về cái việc là phải điều chỉnh cái quy hoạch nó phù hợp quy hoạch chung của thành phố, và cái quan trọng là cái nguồn vốn đầu tư. Cho nên trong cái thời gian vừa qua cho đến thời điểm hiện tại thì thành phố vẫn chưa có cái bãi tập kết rác thải xây dựng trên địa bàn của thành phố. Rõ ràng nút thắt ở đây chính là Đà Nẵng chưa có các bãi thu gom xử lý tập trung. Lực lượng chức năng với lượng người có hạn nên cũng không đủ sức duy trì việc kiểm tra mọi lúc, mọi nơi để mặc phục, bắt quả tang. Để cải thiện tình hình, các địa phương phải chật vật chống đỡ, huy động nguồn lực tổ chức nhiều đợt tổng dọn vệ sinh và trích ngân sách để thuê phương tiện vận chuyển đi xử lý. Xong đâu lại vào đấy. Do cái nhu cầu lớn như thế mà không có cái bãi tập kết xà bằng giá hạ thì người dân thường là lén lút đổ vào các cái lô đất trống để gây mất mỹ quan đô thị. Thì về vấn đề này thì quận Liên Chiểu là cũng kiến nghị thành phố trong năm 2021 đã có 6 cái vị trí tập kết xà bằng. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng chưa được các cấp các ngành xem xét. Thì trong thời gian tới thì đề nghị thành phố là sớm có cái chủ trương và giao cho quận để quyết định vấn đề cái bãi tập kết xà bằng giá hạ tạm thời để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Để giảm bớt tình trạng này thì chiếu theo các camera trong đường phố, nếu anh là đổ trộm thì biết bắt được. Mà thành phố cũng nên có một cái địa điểm cho người ta đổ xà bằng, có thuế không thuế, thu phí gì đó để thành phố thu gom. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, được đánh giá là thành phố có chất lượng môi trường tốt, tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề về rác thải, nhất là rác thải xây dựng, vì đây là loại rác thải chưa có quy định, quy chuẩn cụ thể nào. Do đó, Đà Nẵng đang nghiên cứu để có giải pháp quản lý và xử lý phế thải xây dựng. Cụ thể, thành phố đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, triển khai dự án thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế tại thành phố Đà Nẵng. Gọi tắt là dự án SATREPS. Khi dự án này hoàn thành, cơ bản sẽ giải quyết được bài toán phế thải xây dựng từ gốc. Hiện nay thì chúng tôi đã tham mưu và được Ủy ban nhân dân thành phố là giao chủ trì cái đề tài quy hoạch cái khu vực để xây dựng cái chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 nó phù hợp với cái quy hoạch phát triển điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố theo cái quyết định 359 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Với tốc độ đô thị hóa khá nhanh, Đà Nẵng đang triển khai xây dựng rất nhiều công trình giao thông, đô thị, khu tái định cư, luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung đất san lấp công trình. Các đơn vị thi công phải mua và vận chuyển vật liệu san lấp từ các địa phương khác đến với chi phí đắt đỏ. Trong khi đó, chất thải rắn xây dựng phát sinh hàng ngày lại không được tái chế, tận dụng, rất lãng phí, lại còn gây ra hệ lụy, làm ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Dự tính đến năm 2030, chất thải rắn xây dựng thành phố sẽ đạt 2.700 tấn một năm. Đó là một con số khổng lồ. Đáng lưu ý, tốc độ xây dựng này được dự đoán sẽ còn tăng hơn nữa do Đà Nẵng là một thành phố đang phát triển sôi động. Hy vọng với nỗ lực của mình, Đà Nẵng sẽ nhanh chóng giải được bài toán phế thải xây dựng một cách căn cơ, trong đó tái chế là ưu tiên số 1.